Mẹ ruột bé Vân An quyết đòi lại công bằng cho con gái, dù có phải đánh đổi bằng sinh mạng vẫn không từ bỏ. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12, sau gần một tuần kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, gia đình bé Vân An không đồng tình với tội danh hành hạ người khác mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, bố ruột của bé Vân An và đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử lý bị cáo tội giết người. Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ trực tiếp chăm sóc cho cháu Văn An nhưng đã tàn ác, đan tâm cùng với Nguyễn Võ Quỳnh Trang bảo hành cháu trong suốt một khoảng thời gian dài với những đau đớn trên cơ thể. Các bị cáo phải thống nhất ý chí thì mới cùng nhau sử dụng vũ lực bằng tay, chân, hung khí nguy hiểm để đánh cháu. Nếu không có sự đồng ý của Thái thì chắc chắn Trang sẽ không có cơ hội sát hại cháu. Chị Nguyễn Thị Hạnh, mẹ của bé Văn An trình bày trong đơn. Theo chị Hạnh, gia đình chị cho rằng hình phạt đối với bị cáo Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của Thái. Còn tôi bị tử vong, thì cả hai bị cáo phải chịu trách nhiệm chung về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Bản án 8 năm đối với Thái là quá nhẹ, không thích đáng. Nguyễn Kim Trung Thái nói mình nhu nhược. Không phải, Thái không nhu nhược, mà là chủ động cùng với nghị tình để đẩy con mình đến cái chết việc đánh đập cháu Văn An không phải là đột ngột bất ngờ xảy ra một lần mà thường xuyên. Có những trận đòn Thái tham gia, nhốt cháu Văn An vào chuồng chó cũng có mặt Thái. Thái còn xem người tình hành hạ con mình qua camera là việc thường xuyên. Nếu Thái can thiệp bảo vệ con thì đấu trang dám đánh cháu, đến chết. Coi rẻ mạng sống của con, cho nên Thái xóa toàn bộ dữ liệu camera. Hành vi của Thái rõ ràng là cố tình bao che cho Trang. Dù độ lượng đến mấy cũng khó tin, con người này có tình thương với con cái. Nếu có thì cháu Vân An đã không chết. Chúng ta cùng nhìn lại một vụ án trước đây. Vào năm 2020, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã xử vụ án cha dựng đánh chết con riêng của vợ trong cơn phê thuốc. Cụ thể, theo bản án, bé Nguyễn Ngọc Minh Minh là con gái của Lan Anh cùng với người chồng thứ hai. Sau khi ly hôn, bé Minh ở với bà ngoại. Sau đó, Lan Anh kết hôn cùng với Tuấn và đón bé Minh về sống chung mới vài ngày. Sau đó, cháu bé cũng bị chính cha dưỡng đánh dẫn đến tử vong. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2020, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn, 31 tuổi, án tử hình về tội giết người. 30 tháng tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình. Tuấn là bố dưỡng của nạn nhân. Lan Anh, mẹ cháu bé bị phạt tù chung thân vào 18 tháng với cùng hai tội danh trên, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Tòa cho biết, bị cáo vẫn đang nuôi con nhỏ nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ. Phần vâng thưa quý vị, hai vụ án mà có những tình tiết khá ác độc như nhau. Người cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái là giúp sức rất nhiều nhưng chỉ nhận bản án 8 năm. Đối với người cha dựng Nguyễn Minh Tuấn và dì ghẻ Quỳnh Trang nhận bản án tử hình thì đó là một bản án thích đáng, đa số người dân đều đồng tình. Còn người mẹ ruột Lan Anh nhận án chung thân với tội danh đồng phạm giết người, còn kẻ cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái chỉ nhận 8 năm. Chính vì vậy bản án là quá nhẹ, không đủ để thái trả giá cho tội lỗi của mình và không đủ sức răng đe những kẻ muốn khởi lên thú tính luật sư nguyễn anh thơm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé vân an cho rằng sự lạnh lùng tàn ác của hai bị cáo đặc biệt là người bố không có thái độ ăn năn hối cãi và nạn nhân đó chính là con mình chúng tôi không đồng tình với cáo trạng của viện kiểm soát truy tố bị cáo thái chỉ với tội danh che giấu tội phạm và hành hạ người khác đây không chỉ là quan điểm của luật sư mà là của dư luận sau một năm âm thầm ôm nỗi đau mất đi đứa con dứt ruột sinh ra chị nguyễn thị hạnh mẹ của bé vân an lần đầu tiên lên tiếng về vụ án đau lòng này chị hạnh gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng đã dành tình cảm đặc biệt với bé xin cảm ơn gia đình cảm ơn tất cả mọi người kể cả những người chưa từng quen biết đã luôn theo dõi luôn đồng hành lên tiếng vì con cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương con dành cho con tình cảm đặc biệt sự cảm kích này không sao nói hết bằng lời chị hạnh chia sẻ hơn một năm qua tôi đã đau đớn dù có như thế nào cũng không làm con trở về với tôi được chị hạnh nói trong nước mắt lần cuối ôm con trong tay dù cơ thể nhiều vết thương nhưng gương mặt của con vẫn đẹp lắm trong ký ức của mình, con xinh như một thiên thần. Mỗi lần tôi vô tình nhìn thấy hình con trên mạng, tôi nghẹt lại, không sao thở nổi. Hơn nữa em trai của Vân An còn quá nhỏ để hiểu chuyện, thực sự không biết sẽ ra sao nếu cho thấy mọi người cứ nhắc đi nhắc lại về sự việc của chị và nhìn thấy những hình ảnh đau đớn đó, chị Hạnh bày tỏ.